Xin chào tất cả các em, chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục Góc Thiếu Nhi của chương trình Cùng Bạn Đọc Sách rồi. Và hôm nay, chuyên mục sẽ cùng giới thiệu đến tất cả các em một câu chuyện cổ tích Việt Nam có tựa đề là Chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng. Ngày xưa, có một người học trò nghèo nhưng học rất giỏi, được thiên đình rất chú ý. Trong sổ thiên tào hồi đó đã ghi cho anh chàng đậu đến tiến sĩ và làm quan đến chức thượng thư. Mỗi lần anh đi học thường qua một ngôi đền thờ vị thần ở làng bên cạnh. Vị thần làng đó vốn đã đọc được sổ thiên tào nên tỏ vẻ cung kính đối với người học trò ấy. Một hôm, người từ giữ đền nằm mơ thấy thần bảo: Ngày mai ngươi phải quét dọn đền cho sạch sẽ tử tế, vì có quan lớn đến chơi nhà ta đấy. Ông Từ làm y như lời, và suốt ngày hôm ấy, ông ta đứng chực ở cổng đền chờ vị khách quý của ông thần. Nhưng đợi mãi, ông ta chả thấy một ai cả, trừ anh chàng học trò ngày hôm đó vô tình có ghé vào đền nghỉ chân một lúc. Ông Từ cho rằng đó là bình thường, không để ý gì đến. Ít lâu sau, ông Từ cũng lại chiêm bao thấy vị thần dặn dò như trước. Lần này ông ta cũng chẳng thấy ai lạ hơn là anh học trò hôm đó đến ngâm một bài phú rồi lại ra đi. Nhưng ông ta vẫn không tin. Đợi đến lượt thứ ba cũng thế. Bây giờ ông Từ mới cho là rất phù hợp với lời thần dặn, bèn kể lại chuyện cho người học trò nghe và bảo: Đã ba lần như thế nên tôi chắc rằng nhà thầy sau này sẽ đỗ đạt làm quan to chứ chẳng chơi đâu. Nghe nói, người học trò như mở cờ trong bụng. Hắn quyết chắc là cầm sự vinh hoa phú quý trong tay. Hắn nghĩ ngợi nhiều về tương lai của mình. Một hôm khi ngắm lại nhan sắc vợ mình, hắn thấy không được đẹp tí nào cả. Thế rồi đêm hôm, nằm dưới bóng trăng, hắn mơ tưởng một người đẹp như chị Hằng. Hắn bụng bảo dạ: Rồi ta sẽ cho vợ ta về đi thôi. Một khi đỗ đạt thì thiếu gì người nhấp nghé muốn làm bà lớn. Lúc đó ta sẽ tìm những đám con cháu vua chúa, da trắng môi son, lại vừa lắm của nhiều tiền. Như vậy thì mới xứng đáng với ta chứ. Nghĩ thế, qua ngày hôm sau, hắn ta kiếm cớ gây sự với vợ và đòi bỏ vợ cho kỳ được. Mọi người đều lấy làm lạ và tỏ vẻ khinh bỉ một người có học như hắn lại có thể nhẫn tâm đến như vậy được. Nhưng hắn chỉ cười khẩy mà không kể gì đến dư luận. Một hôm khác, có người đến hỏi nợ hắn. Vừa mới bước vào sân, người ấy đã bị hắn chỉ tay vào mặt và mắng cho một trận: Tao chưa có trả, không khéo nay mai tao sẽ cắm đất vào vườn ở của mày cho mày biết mặt, nghe chưa. Hắn còn đe dọa nhiều người nữa, gặp ai không vừa ý hắn cũng nói: Rồi tụi mày sẽ biết tay tao. Tất cả những hành động của người học trò đều được tâu báo về thiên đình. Ngọc Hoàng nghe nói rất là phật ý, cho nên ít lâu sau đó, người từ giữ đền mơ thấy ông thần cho biết là không phải kinh sợ đối với người học trò đó nữa, vì trên thiên đình đã tước tên ông ta trong sổ mất rồi, không cho đỗ đạt nữa. Ông Từ nói: Tội của nó như thế nào ? Nó bị kết án lại dưới trăng bỏ vợ trước sân đòi nhà, chưa làm quan mà đã thất đức. Bây giờ nó không còn được hưởng phúc nữa. Quả nhiên người học trò ấy từ đó thi mãi không đỗ, muốn nối duyên lại với vợ cũ cũng không được. Nhà cửa của hắn ngày một sa sút dần. Do đó mà tục ngữ Việt Nam của chúng ta có câu chưa đổ ông nghè, đã đe hàng tổng là như vậy các em ạ. Các em thân mến, qua câu chuyện này thì chúng ta có rút ra được bài học gì không? Đặc biệt là qua nhân vật của người học trò ấy, chúng ta phải học được một đức tính là phải khiêm tốn nè, phải biết trân trọng những gì mình đang có, đúng không nào? Xin chào các em nhé, hẹn gặp lại vào những chương trình lần sau.